Hi, xin chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới tốt lành. Hôm nay Hùng sẽ hướng dẫn cho các bạn thiết kế một banner để chạy sale trên các trang mạng bán online. Nếu bạn có ý định bán đồ bà hàng online thì đây là một bài tập không thể bỏ qua được, vì đây là cái bài tập là chúng ta sẽ làm một cái banner để chạy sale trên các trang Shopee hoặc là Lazada, Tikit hoặc là những cái trang mà mình chạy á. Rồi, chúng ta mở phần mềm lên, các bạn cùng thực hành. Nên một trang mới. Rồi, chúng ta ok ha. Đây là cái trang làm việc của chúng ta. Rồi, đầu tiên các bạn sẽ open, mình đã cắt cái hình trước cho các bạn thực hành thôi. Đây là cái hình. Các bạn nhấn Ctrl A, Ctrl C copy qua. Cái này cắt thì cũng đơn giản thôi. Rồi, đầu tiên các bạn sẽ cho một cái ô vuông, nêu một trang mới nha. Cái ô vuông góc này. Để các bạn sẽ tạo ra một cái màu ở trong đây. Rồi, các bạn sẽ cho một màu vàng. Màu vàng ha. Màu vàng tươi, thật là tươi. Ok. Hoặc là chọn gran này, các bạn chọn gran. Chọn đây chọn màu vàng. Bên này các bạn cũng chọn màu vàng, nhưng mà vàng đậm hơn một chút. Các bạn chọn màu vàng chuyển qua đỏ. Ok. Rồi các bạn chuyển sắc từ bên này chuyển qua. Được chưa? Mang bên này chuyển ngược lại đi. Nó sẽ có cái độ bóng này, ánh sáng nó sẽ sáng bên này qua, chuyển con dần dần qua đây. Rồi các bạn đưa cái cô gái là lên. Ctrl D đi, bỏ vùng chọn. Đây là cô gái sẽ đứng ở trong phần này. Sau các bạn muốn chuyển đậm thêm một chút nữa, các bạn có thể chọn gran thêm một cái màu vàng nữa, đậm hơn một chút nữa ha. Chọn màu vàng đi. Đây, bạn tăng cái màu vàng này lên chút, chuyển về màu cam, đỏ cam á. Đây, các bạn cũng chuyển cam mạnh lên. Ok, đó. Diễn qua đây chút xíu. Rồi các bạn tạo vùng chọn lại thì nhấp đúp vô tạo vùng chọn. Rồi quét qua ngược lại ha. Ok chưa, những Ctrl D để bỏ đi. Đó, nó tạo được độ sâu rồi đó. Rồi các bạn đưa cái cô gái này lớn lên thì các bạn nhấn Ctrl T trên bàn phím kéo lên. Đây và muốn đảo lại thì các bạn cũng nhấn Ctrl T lật lại horizontal ha. Rồi đưa qua đây, nhưng mà cái bóng của bên này chúng ta sẽ tạo một cái độ bóng cho cô gái là từ ánh sáng sẽ hát từ bên sáng qua, thì các bạn copy một đối tượng nữa. Đây, copy vô cái chỗ dấu cộng đây, các bạn copy một đối tượng, tạo vùng chọn, các bạn đổ màu một màu đậm đi, cam đậm đi. Đây, tăng cái màu đậm lên một chút xíu nè ha. Rồi, các bạn đổ vô luôn, nhấn Alt Delete để đổ vô luôn, Ctrl D để bỏ đi. Rồi, được chưa? Rồi, các bạn nhấn Ctrl T lật lại nè. Horizontal. Rồi, các bạn đưa qua đây. Các bạn nhấn Shift để kéo qua ha. Shift thôi, nhấn Shift để kéo ra. Rồi, Enter. Rồi, cái hình mà dưới thì các bạn đưa lên trên này. Cái này cô gái này. Rồi, này là bóng. Các bạn đưa cái hình cô gái lên trên cái bóng. Để cái bóng xuống dưới. Rồi, bây giờ cái này các bạn sẽ cho chế độ Blue Gaussian Blur ha. Các bạn tăng nó lên hết cỡ luôn, cho nó mờ nhạt, càng nhạt càng tốt. Đây, nghĩa là cái bóng mình sẽ sáng từ ánh sáng sẽ hắt qua bên đây. Giờ thôi, phải có hình người chút xíu. Bấm OK. Rồi, cái hình bóng cô gái đã đổ qua bên đây. Tiếp đến, bây giờ các bạn sẽ cho một cái sau này.
chọn dưới cái background, các bạn lấy cái công cụ chọn này, các bạn đổ lên đây, kéo qua tới đây, rồi bạn các bạn lưu một trang mới ngay chỗ đây, chọn màu hồng, hồng hết cả ha, đây màu hồng, rồi các bạn nhấn undelete. Layer của chúng ta được tạo ra ở bên đây, cái cô gái với lại cái màu này các bạn group lại thành một đối tượng, nhấn chọn tất cả các đối tượng này, nhấn Ctrl R để group lại là cô gái. Rồi các bạn nhấn Ctrl T đưa ra một chút này, chọn cô gái này, nhấn Ctrl T ha, đưa cái cô gái ra một chút để hiện cái phần ở dưới lên, cái phần sau ra, Enter. Cái bóng nó sẽ đi ra ngoài khỏi này, cái bóng nó ra khỏi cái nền này, thì các bạn chọn cái bóng này, chọn vô Edit, đâu là để coi, Layer, đâu để coi là cái này. Đây là cái chúng ta chọn lôi vô phần layer clip mask, clip mask ha, các bạn chọn cái phần cô bóng này nè, rồi các bạn vô chọn layer là antalat control g ha, rồi chúng ta nhấn phím tắt luôn nè, antalat control v g à, nó sẽ đưa vô cái đối tượng này, vô trong cái đối tượng này à, các bạn có thể di chuyển được. Được chưa? Nó sẽ lấy cái phần này nó đưa vô trong. Đó là cái phần cô gái chúng ta xong, khi chúng ta đưa là đưa nguyên cái đối tượng này đi. Rồi, cái đó là phần đó là xong. Mà màu này chúng ta cho nó chuyển về tím đậm hơn một chút, các bạn chọn vô đây, chọn màu tím đậm hơn một chút này. Rồi, click đúp lên để tạo vùng chọn, nhấn Alt Delete sẽ tạo vùng tím hơn. Chưa? Hoặc là các bạn muốn tăng lên chút xíu thì cứ tăng lên đây. Ok, Alt Delete nó sẽ đậm hơn một chút. Tiếp, các bạn cũng nêu một trang layer mới là màu tím, thì các bạn cũng chọn ở đây, đổ một cái phần ở đây. Rồi. Được, đổ cái màu giữa đây thì các bạn chọn cái màu run màu đậm đi, các bạn cũng tăng nó lên một chút xíu, đỏ ha, tăng về đỏ đi. Đây. Nhấn Alt Delete. Đó, các bạn đã thấy cái màu của nó là nó đi từ đây nó qua đây không? Nhấn Ctrl D. Rồi ở đây các bạn sẽ ghi chữ là App Store. Sáu 70% ha, cái này các bạn phải đổi về phong bình thường mới được. Rồi. Up. Đó là chúng ta sẽ sale tới 70% á. Ctrl T để mà kéo lớn lên. Còn cái nội dung gì các bạn có thể thêm cái phần nội dung ở đây, tùy các bạn thôi. Rồi, tiếp phần đây thì chúng ta sẽ cho một cái trang mới trên cùng ha. Các bạn sẽ chọn cái phần này, đổ một cái vòng.
đổ chút màu vàng, nhấn Ctrl Delete đổ màu vàng vô, Ctrl D bỏ đi. Rồi cái phần tiếp các bạn copy này, nhấn phím Alt để copy qua đó, sẽ nó giữ phím Alt là sẽ khoảng cách này tự máy sẽ tự canh đây, các bạn sẽ canh, máy sẽ tự động canh cho chúng ta, cứ giữ giữ phím Alt và kéo thôi, máy sẽ tự động canh cái khoảng cách giữa chúng ta thả ra. Ok chưa? Rồi bây giờ các bạn sẽ cho nó xoay lại, xoay lại, xoay lại, xoay lại. Các bạn group hết các đối tượng này nè, từ layer 5 này các bạn chọn hết tất cả, nhấn Ctrl E để group thành một đối tượng, Ctrl T để quay nó lại. Được chưa? Đấy. Từ tính từ cái tâm này điểm này ra, nó sẽ xoáy ra đây. Ok. Rồi, cái phần đây thì các bạn sẽ vẽ một cái ô vuông. Rồi, nhấn cái Ctrl Z lên ha, các bạn nhấn copy cái Ctrl Z lên. Tắt cái layer dưới, nó sẽ tạo ra được một khoảng không ở đây. Chờ. Rồi các bạn lấy đúp chọn lên, quét cái màu này, các bạn sẽ đổ cái màu chuyển sắc như bên kia. Nè, cái màu run này. Rồi Ctrl D đi. Đó, là chúng ta sẽ hoàn thành được cái phần rồi cái này cho chữ in đi. Vô UTM. Các bạn cho chữ in nha, in thì nó nhìn nó rõ hơn. Được chưa? Đó, up này vẽ hoa lên. Này chữ đầu là cho hoa hết. Rồi cái phần này các bạn copy một cái, nhấn Alt trên bàn phím, copy xuống đây. Rồi đổi màu khác thì các bạn chọn phía dưới là chọn Ctrl Delete, mà phía trên thì chọn Alt Delete ha. Các bạn đánh lại. Này là Fashion cho nó hoa đi. Fashion, rồi Fashion F hoa hết đi, cho cấp lock là S A S H I O N Fashion chấm T V. Cho nó nhỏ lại chút xíu. Rồi cái này các bạn đưa xuống đây chút xíu, copy thêm một đối tượng ở trên. Copy thì các bạn nhấn Alt trên bàn phím để copy thêm một đối tượng nha. Rồi cái chẵn này chọn là New. New TV ha, new.tv. Hỏi cái tên thương hiệu thôi. Cứ để vậy không sao hết. Rồi các bạn cho nhỏ lại chút xíu. Ok. Rồi cái phần mà cái cô gái này thì chúng ta cho nó thấp xuống chút xíu, cô gái cho thấp lại chút xíu, gọn lại chút xíu. Rồi cái phần màu dưới đây các bạn tăng cái màu gì được.
up to để nó ví dụ tới 70%. Rồi bên đây bạn để các bạn cũng copy một đối tượng này. Plus. Sale. À, SA là rồi phần này, cái này to hơn. Cái bản đồ cái màu thì chọn cái này cho màu đỏ đậm đi, đỏ đậm hơn một chút. Rồi anh delete đưa vô đây. Cái phần tivi này các bạn cũng đổ về màu vàng đậm, cam đậm đi, anh delete chưa. Nhưng mà cái vấn đề là cái chữ up to với lại 70% này, up này là các bạn phải copy ra một cái này cho nó to hơn, cho nó ít. Rồi các bạn dán ra, trả về công cụ đầu tiên, trả về Ctrl V. Rồi cái này cũng cần ít luôn, trả về lại dán nó ra. Cái này không có như bên kia là mình bên Corel á là mình Ctrl K được, nhưng phần bên này nó không có cho thì các bạn phải làm bằng tay. Enter. Rồi cái 70% này các bạn cho nó bự lên. Phần dưới sau dưới thì các bạn bỏ đi. Rồi cái này các bạn sẽ cho màu đậm hơn một chút, sẽ chuyển màu màu tới dần dần ha. Rồi cái chữ up to này các bạn cho nó đậm tới chút. Rồi, cái này đậm sậm hơn. Up này các bạn cho đậm sậm hơn một chút. Thấy không? Nó sẽ cái màu rồi. Rồi, cái chữ T cho bự cái này lên. Kéo cao lên một chút. Ok, vậy là phần chúng ta sắp hoàn thành rồi. New TV. Cái ở giữa này các bạn sẽ cho một cái vòng tròn ở chỗ này. Ellipse ha. New một trang mới các bạn vẽ vô đây. Những control thả ra một cái vòng tròn. Được chưa? Rồi cái vòng tròn này cái chữ đây các bạn cho nó dịch ra chút. Cái vòng tròn này các bạn sẽ cho một cái đường line xung quanh, các bạn lấp đúp vô đây tạo cái đường line. Rồi tiếp các bạn chọn cái phần mà select này, modify ha, constraint cho nó vô trong khoảng 10, thử nó đỡ vô được bao nhiêu. 10 chưa đủ, chúng ta sẽ cho 20 á. Select nè, modify, constraint, rồi cho nó 30 đi, cho cái đường viền này nó lớn chút xíu. Các bạn ok. Rồi cái phần các bạn nhấn delete cái phần mà trước khiên thì các bạn phải chọn cái thằng này mid. Đâu rồi, clip mask không phải. Convert object nè. Không, các bạn new một trang mới, chọn hai cái đối tượng này, nhấn Ctrl E lại và lại thành một đối tượng. Nhấn đi delete đi, sẽ tạo được cái vòng vòng tròn này. Những vòng tròn này nó cũng nhìn nó hơi hơi lớn. Thì các bạn muốn đưa ra thì các bạn chọn select này, modify này. Hồi nãy là control, giờ extract ra ngoài cho nó là ra khoảng 10 đi. Sẽ bung ra ngoài thì các bạn delete đi, nó sẽ nhỏ lại thế nhờ. Rồi nhưng cái vòng tròn này các bạn sẽ cho màu vỏ màu màu trắng,
cho nó một màu khác. Vậy cái này để màu gì đó? Hồng. Rồi nhấn Alt Delete đi ha, Ctrl D. Rồi cái màu và hồng chúng ta đã có được ở đây. Rồi trên này cũng cái nữa thì các bạn nhấn Alt, phím Alt trên bàn phím đưa lên đây, thả ở đây. Được chưa? Rồi cái phần này các bạn muốn cắt thì các bạn chọn cái đường công cụ Select chặn ngang đây, nhấn Delete đi, Ctrl D. Rồi bài tập chúng ta tới đây là gần xong rồi đó. Cái phần mà 70% này các bạn muốn cho nó contour lên thì chọn vô Window, chọn Style, Style này. Đây, trong này sẽ có những cái bộ áp vật liệu sẵn cho các bạn ha. Các bạn muốn chọn cái nào thì chọn cái đó thôi. Bóng, tạo cái bóng. Nhưng cái màu trong này này không có cái màu nào mà tiệp lại cái phần mà chúng ta cần hết. Đây, cái bóng ở chữ, các bạn ở dưới này. Đó, chỉ là cái bóng cái phần chữ này thôi. Cái thằng này cũng vậy, các bạn muốn thì áp cái bóng này vô. Có thể điều chỉnh trong này tùy thích. Size á, các bạn muốn nhỏ lại thì tăng size nhỏ lại. Chưa, trên này cũng vậy. Và cái phần số 70 này cũng các bạn cũng phải điều chỉnh lại luôn. Rõ lên. Mấy cái phần này là nó có sẵn ở trong rồi, các bạn chỉ cần điều chỉnh một xíu thôi. Ok. Được chưa? Rồi cái phần mà màu vàng này các bạn muốn thì các bạn cũng cho nó một cái bóng lên thì nổi lên khỏi cái nền này. Và cái phần sau này cũng vậy, các bạn cũng cho bóng lên. Cái này. Rồi, ok, cái phần chúng ta nhấn ô cái màu này. Màu này các bạn phải cho nó chuyển sắc chút xíu. Bên này hồng. Cái này cho hồng này. Này hồng bên đây. Đây, các bạn sẽ chuyển sắc cái phần mà đứng này ha, các bạn chọn vô. Click vô để tạo ra vùng chọn. Chọn xong các bạn kéo từ trên xuống. Rồi, Ctrl D. Coi như là xong. Còn các bạn muốn có cái độ sâu thì cũng chọn vô style này, chọn độ bóng, bóng sẽ tạo ra cái bộ bóng ở phía sau. Cái này rồi các bạn muốn cho nó bự lên thì các bạn chọn kéo lớn lên chút xíu, rub shadow lớn lên, này cũng lớn lên, cái này cũng lớn lên, size lên. Rồi, ok. Rồi, bài tập của chúng ta đến đây là kết thúc. Mình chúc các bạn nhiều may mắn thành công trong cuộc sống này. Nếu các bạn thấy bổ ích thì hãy cho mình một subscribe. Ok, bye bye. Chúc các bạn thành công.